Quỳnh Quang Vũ xin kính chào các anh chị và các bạn. Hiện tại Vũ đang đứng trước cái cửa siêu thị Bixi. Bixi này là ở phường Tân Hiệp nha, cái Big C Tân Hiệp ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ở trong đây thì trước đây nó có mấy quán Hai Lành Coffee nè, nhưng mà mục đích của mình hôm nay mình không phải là đi siêu thị Bixi, tại vì hôm nay là còn có một ngày nữa là tới cái lễ Giáng sinh rồi, còn nên mình muốn giới thiệu với các anh chị về cái không khí mà cái lễ Giáng sinh ở xóm đạo ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Cái đó khu vực đó là gọi là khu vực xóm đạo ở Hố Nai, xã Hố Nai, thành phố Biên Hòa. Thật ra xóm đạo nữa nó kéo dài từ cái phường Tân Biên cho tới ngã ba Trị An luôn á, ngay khu vực Xài Sạc á. Ở đây là cái giao lộ của đường Đồng Khởi ở thành phố Biên Hòa và đường Nguyễn Ái Quốc. Phía trước mặt các anh chị các bạn là đường Nguyễn Ái Quốc hướng đi vào thành phố Biên Hòa. Còn cái khu vực ở đây là cái đường Đồng Khởi hướng từ khu vực khu công nghiệp Amata ở ngoài quốc lộ 1A đi vào. Rồi tiếp tục cái hướng máy bên đây là mình đi về phường Trảng Dài, đi về huyện Vĩnh Cửu luôn. Rồi còn cái hướng cuối cùng lại hướng trên đây là mình đi vào khu vực Hố Nai. Rồi mình sẽ lên đường nha các chị và các bạn. Rồi mình đi nha các anh chị và các bạn. Ở đây đi qua khu vực này thì nó chưa có nhà thờ nhiều đâu, mình cố gắng mình đi đó các anh chị. Khoảng một cây số nữa thì qua khỏi khu vực cầu Sang Máu á thì nó mới có nhà thờ rất là nhiều. Khu vực đó toàn nhà thờ không đó. Thì đường này là đường Nguyễn Ái Quốc luôn, nó dài nè, nó đi ra tới công viên 30 tháng 4 ra tới quốc lộ luôn, hướng từ trong thành phố Biên Hòa, từ cầu Hóa An đó các anh chị các bạn. Đây mọi người bây giờ đang đổ về cái khu vực đó. Có thể là những cái ngày này là đi ra đường rất là vất vả, thành phố Biên Hòa đi ra đường rất là vất vả, đặc biệt những cái cung đường mà có nhà thờ. Tại vì những nhà thờ trang trí đèn Noel rất là đẹp, và những cái tiểu cảnh về Giáng sinh đó, rất là hay và rất là đẹp đó. Chưa có nhà thờ nào mà nó đã ùn ứ xe rồi đó. Không khí Noel ở Biên Hòa, cái khu vực cái xứ đạo, cái xóm đạo ở Hố Nai này có thể là nói lớn nhất ở miền Nam. Xóm đạo quận 8 là không có nghĩa địa gì hết các anh chị và các bạn. Còn ở đây là nó mấy phường là đều là xứ đạo, cứ cách 50-70 mét là có một cái nhà thờ của khu đạo. Đây là đèn nó hơi tối rồi nè đó. Rồi trong hẻm, những cái hẻm nào cũng có nhà thờ hết á. Chỗ này nó tối nè, mình dừng lại xíu đi để mình tạm ngưng cái đi. Đây là cái khu vực cầu Sang Máu là các anh chị, hướng từ thành phố Biên Hòa đi ra ngoài Hố Nai thì bắt đầu từ vào qua khỏi cái khu vực cầu Sang Máu này á, thì bắt đầu vào khu xóm đạo. Và cái mình không biết sao nó có cái tên cái cầu Sang Máu, mình không hiểu đó. Đây đó, cái hẻm nào nó cũng trang trí. Mình chạy vô đây cho các anh chị xem. Đèn trang trí trong đây rất là đẹp. Những cái hẻm này nó thông hết rồi, mình đi vòng đây lát mình vòng ra lại đó. Không biết mình chạy vô được hay không, không được thì mình quay chứ ra thôi. Vô được rồi, đông lắm rồi, mình quay trở ra các anh chị các bạn. Tiếp tục mình đi các anh chị các bạn. Hai bên đường trang trí đèn rất là nhiều. Trời thì mưa lâm râm rồi. 1055 là có anh chị các bạn. Nhưng mà không sao, mình xài cái điện thoại Samsung S8 nhưng nó chống nước được á, mưa nhỏ nó không sao đâu. Đây đó, anh chị thấy không? Vậy, tất cả các hẻm đều có trang trí đèn và tại vì có nhà thờ trong đó hết á. Chưa đâu, khu này là chưa có nhiều đâu, mới bắt đầu thôi. Nếu mà mưa lớn thì mình tìm cái nhà thờ nữa mình đúp vậy thôi. Đây có cái nhà thờ nữa nè. Nhà thờ nhỏ này, trang trí đèn cũng không có đẹp lắm nên mọi người không có đi vào. Quán xá dựng trang trí đèn. Cái đường Nguyễn Ái Quốc mà Vũ đang đi cùng các anh chị và các bạn, cái đoạn mà ở phường Tân Biên này thì bán cái đồ ăn vặt rất là nhiều. Đây, đồ ăn vặt, cái hàng quán ăn vặt đây nè. Đó, chị thấy không? Đó, hàng quán đồ ăn vặt, đi xem đèn rồi bắt đầu ghé ăn luôn, tiện lắm. Đây cái nhà thờ luôn nè. Đấy, thấy mọi người đó đi ra vào nhà thờ. Đó, bên đường kia là nhà thờ nữa nè, chạy chậm đó thôi. Các chị thấy không? Đó, nhà thờ trang trí rất là đẹp. Quá đây nhà thờ nữa. Đi qua đi lại hoài các anh chị chóng mặt quá. Alo alo, trời ơi nó mở nhạc to quá trời. Sao đi các anh chị mình phải la lớn vậy, làm cho nó ác, tiếng la tới ác tiếng nhạc. Đây, đó, cái nhà thờ ở trước mặt các anh chị các bạn. Đó, họ đang tập dượt cái để đến ngày mai diễn văn nghệ đó. Việc ấy sẽ xảy ra cách nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Thánh thần sẽ ngược xuống trên bàn và quyền năng đấng tối cao sẽ được đóng trên bàn. Vì thế, đấng thánh. Đây còn cái đường này nó còn dài lắm anh chị các bạn, có nhiều chỗ đèn hoa rất là đẹp. Kìa, bà Elisa biết họ hẹn với ta. Bây giờ, bà cũng đang đưa ban cùng với con trai. Là cái này đường trong đây thôi. Vô những cái hẻm còn rất là nhiều nhà thờ ở trong các anh chị các bạn. Xe, cái đường này nó hơi nhỏ, cái đường Nguyễn Quốc, cái đoạn mà từ đường Đồng Khởi mà đi ra công viên 3/4 ra quốc lộ nó hơi nhỏ. Còn cái đoạn ở trong đó thì nó lớn hơn, đoạn ở trong nó mỗi bên 2 làn xe, còn đoạn này mỗi bên có 1 làn xe ô tô và 1 làn xe máy thôi. Đây là bán đồ ăn nhanh rất là nhiều, fast food. Đây, mưa như nó lớn rồi đó. Các chị thấy. Chắc mình phải kiếm cái chỗ mình đục mưa đây. Rồi cái video của Vũ chắc tới đây cũng kết thúc, mưa lớn quá các anh chị các bạn ơi. Các anh chị các bạn thấy mưa. Rồi mình chào tạm biệt các chị các bạn, hẹn gặp lại các chị các bạn ở những video tiếp theo. Vũ sẽ tiếp tục để giới thiệu về cái không khí Noel ở thành phố Biên Hòa, ở xóm đạo Biên Hòa. cũng như ở khu vực Hố Nai để phục vụ các anh chị và các bạn. Chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn nhé.